Barbie có thể mang bầu với Pikachu không nhỉ? Cùng tìm hiểu nào. Julian thả ra. Ouch! Yêu, nguyên liệu này mà trong sách thì hơi nhiều rồi đó. Cuối cùng cũng được yên tĩnh đọc sách. Búp bê này ở đâu chui ra vậy? Yêu, ghê quá đi. Charmander kìa, bắt cậu ấy đi. Úi, từ bao giờ Barbie biết bay vậy? Trông cậu ấy như vừa sống sót sau cơn đại dịch Slam vậy. Các bạn có biết chuyện gì đã xảy ra với búp bê không? Hãy để lại bình luận nha. Tụi mình nên tắm cho cậu ấy. Hãy loại bỏ chất bẩn bằng kem đánh răng. Cái này chắc là sẽ có ích. Tụi mình có nhiều việc để làm lắm đây. Để đó cho tớ. Tớ đã cố dùng bàn chải cứng nhất rồi. Tớ sẽ rửa mặt cho cậu ấy cẩn thận. Không một hạt bụi nào luôn. Chà, xem kết quả nào. Cậu không chỉ lau sạch chỗ bẩn mà lau sạch luôn cả mặt người ta rồi kìa. Úp, hơi lố tay. May mắn là tớ có thể quay ngược thời gian về trước đó vài phút và khắc phục tình hình. Cậu nên làm việc cẩn thận hơn đi. Yeah, cậu nói đúng. Tớ sẽ lau nhẹ nhàng để không bị hỏng. Giờ thì khác hoàn toàn luôn nè. Da cậu ấy căng bóng luôn rồi. Nhưng mà tóc còn nhớ quá. Thứ duy nhất có thể giúp được chỉ có thể là máy cạo thôi. Âm thanh rè rè gì vậy? Hả? Mái tóc xinh đẹp của mình. Mình mà nhìn nữa thì chắc là hư mắt mất thôi. Đó là cách duy nhất tụi mình có thể bỏ hết đống slime này đi. Vẫn còn một sợi nè. Bây giờ chúng ta có thể chọn kiểu tóc mới cho cậu ấy và tuốt tát lại nhan sắc. Bắt đầu từ đâu đây? Băng trùm đầu thì sao? Mũ đẹp á. Cậu thấy sao? Xem kiểu khác đi. Khá là cổ điển. Nhưng đó không phải là style của cậu ấy. Barbie cần kiểu gì đó khác cơ. Thú vị đó. Nhưng mà không. Tớ thích kiểu này. Tớ cũng vậy. Chọn nó nha. Tai Pikachu này đáng yêu quá đi. Barbie của tụi mình là độc nhất. Nhưng quần áo của cậu ấy không hợp với tóc. Tụi mình cần nâng cấp vẻ ngoài của búp bê. Bỏ mấy cái áo riềng chán ngắt này đi. Cái này lỗi thời lâu lắm rồi. Đúng đó. Tụi mình sẽ tìm cho cậu ấy quần áo đẹp hơn gấp trăm lần. Chúng ta không cần mấy miếng vải cũ đó nữa. Tớ vừa tìm thấy thùng rác cho búp bê nè. Tụi mình là nhà thiết kế chuyên nghiệp. Sẽ khiến cậu không thể cưỡng lại được. Hay là cậu mệt và muốn ăn trưa nè. Cậu muốn ăn cái gì? Trông ngon đó. Tớ khó chịu quá đi. Ôi không, cậu ấy bị làm sao vậy? Có lẽ nào ăn trúng bánh mì nướng bị thiêu. Đợi đã, cái gì đây? Nhìn kỹ hơn xem. Cô gái xinh đẹp của chúng mình có em bé rồi. Tình sốc đó. Tớ vui quá đi. Ngay cả búp bê cũng cần siêu âm bụng nếu như cậu ấy mang bầu. Và có cả những bệnh viện như vậy cho búp bê đó. Trước tiên chúng ta sẽ bôi gel đặc biệt lên. Để xem Barbie có bé trai hay gái nào. Và đó là Pikachu. Pika Pika. Wow, tớ không ngờ luôn đó. Bạn tóc vàng mang bầu Pokemon ư? Suýt nữa thì quên. Tớ phải lau sạch gel đi. Thậm chí còn có những chiếc khăn nhỏ dùng cho việc này. Rốt cuộc Barbie có một phương pháp điều trị khác đang chờ đợi cậu ấy. Chúng ta sẽ tạo cho cậu ấy một cái bụng bầu. Trước tiên chúng ta lấy đất sét và nhào nặn. Sau đó chúng ta sẽ đặt một bé Pikachu đồ chơi vào giữa. Chúng ta nặn mọi thứ trên bụng búp bê và quấn một lớp màng bọc thực phẩm quanh eo của cậu ấy để không có nếp nhăn. Ở phía sau thì chúng ta cố định lại. Bây giờ lấy phần đất sét màu trắng, nhào nặn lại và đặt nó trên bụng. Chúng ta sẽ sửa những chỗ không đều và loại bỏ các phần thừa đi để tạo ra hình dạng hoàn hảo. Cuối cùng dùng bút chì để vẽ một cái rốn. Chờ cho đất sét khô lại. Sau đó cẩn thận loại bỏ mọi thứ. Lấy Pikachu ra và đặt nó vào trong phần đất sét màu trắng. Điều chỉnh lại để không làm hỏng hình dạng. Và bây giờ chúng ta sẽ làm một chiếc đai bụng bằng khóa dán. Nhưng làm sao để gắn chúng lại đây? Với điều này, chúng ta sử dụng keo nóng. Nó luôn có ích. Chúng ta dán nó lên mép của khóa dán hoặc trên bụng từ bên trong. Điều quan trọng là phải dán các khóa dán đều nhau. Thắt lưng xong rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm dây rốn cho Pikachu. Chúng ta sẽ lấy một sợi dây thun và dán một đầu vào bụng bằng đất sét. Còn đầu kia thì dán vào búp bê. Bây giờ chúng ta có thể dán mọi thứ vào vị trí của nó. Tuyệt thật, không ngờ cứ tê dữ vậy.
vẫn chưa xong đâu, còn một bước cuối cùng. Chúng ta sẽ sơn bụng nó để trông như bóng Pokemon vậy. Để làm như thế, chúng ta sẽ sơn một nửa ở trên màu đỏ và dùng màu sơn đen vẽ một đường ở giữa. Cuối cùng thêm một vòng tròn màu trắng. Xong rồi, một bà mẹ Pokemon thực thụ. Nhân tiện thì tớ đã chuẩn bị quần áo cho cậu ấy. Bây giờ cậu ấy sẽ là người mẹ trẻ sành điệu nhất. Cậu giỏi đó, trông hợp với cậu ấy ghê. Tớ nghĩ cậu ấy cũng sẽ thích. Em bé không kiên nhẫn tí nào. Cậu ấy sắp sinh rồi. Thở nào Barbie, ai đó gọi xe cấp cứu đi. Hít vào, thở ra. Phiêu, phiêu. Làm việc thôi nào. Tụi mình sẽ đỡ đẻ cho Barbie. Bác sĩ Carol, sẵn sàng chưa? Rồi, bác sĩ Amanda, bắt đầu thôi. Cố lên nào bạn yêu, cậu sẽ ổn thôi, cậu làm được mà. Chúng ta phải làm phẫu thuật thôi. Tớ có thể thấy được đầu của em bé rồi. Mình được sinh ra rồi. Khoan đã, tớ sẽ cắt dây rốn. Mình không hiểu, tại sao Pikachu lại màu hồng ta? Tụi mình đã làm sai gì rồi ư? Tại cái kính này thôi. Đây rồi, một Pokemon khỏe mạnh. Mình cần báo tin này với Ken. Hãy làm điện thoại cho búp bê Barbie nào. Đầu tiên, chúng ta in ra những tấm hình nhỏ ở hai mặt của thiết bị và cẩn thận cắt chúng ra. Chúng ta lấy giấy thật dày và dán vào màn hình. Sau đó thì dùng kéo để cắt bỏ những phần thừa. Ở mặt sau, chúng ta sơn một lớp sơn móng tay có màu mình thích. Trong khi đợi nó khô lại, thì chúng ta sẽ cắt camera và dán nó ở mặt sau của điện thoại. Trang trí hình dáng Pikachu lên. Để cho có độ bóng, thì chúng ta sẽ phủ lên một lớp sơn bóng. Điện thoại dành cho búp bê Barbie đã xong rồi đây. Tụi tớ có cái này cho cậu nè. Bây giờ cậu có thể gọi cho người yêu và chia sẻ tin vui với cậu ấy. Cuối cùng cũng gọi được rồi. Chúng ta đã có thêm thành viên trong gia đình. Đó là Pikachu. Anh rất vui khi được làm ba. Trong khi mẹ đang nghỉ ngơi thì chúng ta cần tắm cho em bé. Vậy tại sao không làm một bồn tắm cho em ấy nhỉ? Cắt đáy hộp dầu gội cũ ra. Chà, khăn của mình đâu rồi? Bây giờ chúng ta cần lau từ bên trong, loại bỏ bất kỳ sản phẩm nào còn sót lại. Chúng ta lấy sơn đen và vẽ một nét dày quanh mép. Tiếp theo, dán một hình tròn để làm cho bồn tắm trông giống một quả bóng Pokepo. Cắt ống màu đen thành bốn mảnh giống hệt nhau. Chúng ta sẽ dùng chúng làm chân, rồi dán vào bồn tắm bằng keo nóng. Đã làm xong bồn tắm rồi đây. Tất cả những gì còn lại là đổ nước ấm vào và cho em bé vào đi tắm. Làm bể sụp cho Pikachu nè. Điều đó sẽ khiến em bé vui hơn. Có vẻ như em bé đã sạch sẽ rồi. Tớ sẽ lau khô cho bé. Đi với chị nào bé yêu. Bây giờ bé khô rồi, chúng ta sẽ quấn tã cho bé để không tạo những bất ngờ bốc mùi cho tụi mình. Trông em bé hạnh phúc chưa kìa. Nhưng không phải thời gian chơi nữa rồi, đi ngủ thôi. Và sẽ đẩy búp bê thoải mái dành riêng cho bé nè. Ngủ ngon nha Pikachu. Barbie, cậu có muốn đưa con đi dạo không? Tớ chắc rằng cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho em bé. Đi dạo vui vẻ nha, cậu ấy là một người mẹ tốt. Wow, sao lại có nhà búp bê ở đây vậy? Nhưng nó hoàn hảo cho Barbie và con của cậu ấy. Chỉ khi nhà được nâng cấp thôi, vì có vài vết bẩn ở trên tường nè. Cậu nói đúng. Tớ biết mình đã làm gì rồi, tớ có hình dáng Pokemon nè. Ý hay đó, làm thôi nào. Nó sẽ khiến căn phòng trở nên thú vị và sáng sủa hơn. Tuyệt, nhưng tụi mình cần thêm vài thứ khác cho em bé nữa. Ví dụ như, để tớ nghĩ xem. Tớ đã được truyền cảm hứng và có một kế hoạch rồi. Chúng ta lấy các cuộn băng dính mà chúng ta đã dùng hết và dán các que kem vào đó bằng keo nóng. Cậu sẽ phải ăn nhiều kem cho việc này đó. Tớ hy vọng là các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cọ và sơn. Tiếp theo, chúng ta sơn mọi thứ bằng màu đỏ tươi. Quan trọng là không được để lại một vết bẩn nào. Hy vọng bạn chưa giấu keo nóng đi. Khi nào sơn khô lại rồi, chúng ta sẽ dán một dải tri băng lớn màu đen ở dưới cùng để công trình không có gì lòi ra. Nhưng mà chưa xong đâu. Trên mặt màu đen, các bạn có thể thêm bất kỳ sợi tri băng sáng màu nào tùy theo sở thích của bạn. Và dán một cái nữa ở phía bên trên nè. Kiểu trang trí này rực rỡ ghê. Chúng mình đặc biệt làm cho bé Pokemon đó nha.
Ta-da! Của chơi cho em bé đã hoàn thành xong rồi. Các bạn có thể đặt Pikachu vào để chơi rồi đó. Em bé an toàn khi ở đây. Ôi không, em bé khóc rồi. Có gì đó không đúng. Có lẽ là em bé đói bụng. Bình sữa của em đây. Tớ nghĩ ra rồi. Trong lúc đó, tụi mình có thể làm cái nôi. Tớ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi đây. Lần này chúng ta sẽ cần cây lăng và rất nhiều sơn. Chúng ta sẽ phủ một lớp sơn trắng ở bên ngoài và bên trong cái bát này. Sơn mọi thứ thật kỹ càng. Và làm tương tự với cái thứ hai. Chỉ là đổi thành màu đỏ thôi. Tớ chắc chắn là chiếc nôi tự làm của tụi mình sẽ thoải mái nhất cho xem. Nhìn nó xinh đẹp chưa nè. Nhưng mà còn thiếu cái gối nằm nhỉ. Và chúng ta sẽ giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Chúng ta cắt một mảnh giấy nỉ thành hình chữ nhật, sau đó gấp đôi nó lại và bôi keo vào các cạnh ở bên trong theo chiều ngang và chiều dọc. Kiểm tra xem mọi thứ đã được dán chắc chưa. Dán lại tạo thành cái túi rỗng và nhét bông gòn vào. Bước cuối cùng là dán mọi thứ lại và ấn các gốc lại với nhau. Xong rồi nè, cái gối này sẽ khiến bé Pikachu ngủ rất là ngon luôn. Đặc biệt là khi có thêm một cái chăn ấm nữa. Giường Pokemon đã làm xong rồi. Bé cưng ngủ ngon nha. Ồ, đó là bóng Pokemon hả? Không biết bên trong có gì ta. Từ đâu ra vậy? Chỉ là trái bóng vô dụng. Mình sẽ bị game thủ thực thụ cười cho mất. Ôi trời là động đất, chạy mau thôi. Ôi, có vẻ như cô nàng sắp có một bất ngờ siêu thú vị đấy. Hình như mình bị bệnh rồi. Pika, 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 Pika. Ôi, Pika chưa đến thăm mình nữa. Pika, Pika, Pika. Cậu đang tìm gia đình nè. Ba mình sẽ không cho đâu. Pika, Pika, Pika. Cảm động quá, cậu ở lại nhé. Chúng ta sẽ là bạn thân. Pika. Tóc của mình xong rồi. Pika, Pika, Pika. Cuối cùng cũng kết thúc. Pika ngon quá. Nhâm 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 nhâm. Pika. Mình sẽ gặp rắc rối chiến đấu bừa bộn này đấy. Mình nghe tiếng bước chân. Bắt đầu dọn dẹp thôi. Mình cần nhiều phụ kiện để làm gì chứ. Ba sẽ điên lên mất. Pika, 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 ta đá, Pika. Pika. Cậu ra tay đi. Chà, bạn Pokemon này dọn dẹp giỏi thật đấy. Pika. Pika, Pika, Pika. Giỏi lắm Pikachu. Pika, Pika. Chà, mình sẽ nâng như nhân trứng vậy. Ôi, điện trong nhà làm sao thế nhỉ? Chắc lại bị chộp rồi. À chứ. Ôi, S-Boy ơi, ba làm sao thế? Con lại đem động vật vào nhà. À chứ. Con ư, không đâu, sao con dám chứ? Con quên danh sách những thứ bị cấm trong nhà rồi à. À chứ. Con đã rõ, suýt nữa thì bị bắt vì bệnh dị ứng của ba rồi. Này, vô dụng thật, nhưng mình sẽ nghĩ ra gì đó. Chà, cậu bạn tay dài tự làm ra buổi hòa nhạc cho mình này. Pikachu, Pikachu. Lạ nhỉ, có tiền trong quả cầu poke. Chú chú chú. Pika. Ôi, nhạc hay quá. Pika, Pika, Pika. Pika, Pika. Pika. Pika tan tan. Pikachu. Khủng thật. Chà, cảm ơn vì dịch vụ sang trọng nhé. Mình sẽ tiếp tục đánh bại kẻ thù. Tiến lên. Đến lúc giải quyết bọn côn trùng rồi. Chút nữa đi con chơi game đã. Hay thật nhỉ. Ba sẽ ở đây cho đến khi hết game. Ngủ một chút cũng không sao đâu. Cả tiếng trôi qua rồi. Vẫn muốn dán mắt vào màn hình đến hư à. Giờ thì con sẽ phải học cách nghe lời. Con gái bắt buộc mình phải ra tay rồi. Này sống dậy đi. Mình vẫn còn chưa chơi skin mới nhiều mà. Lo điểm ép trước rồi tính sau nha. Bất công quá. Ngôi sao eSports không cần làm bài tập. Con vừa lên cấp 800 mà. Pika, Pika. Ba của mình bắt nguồn mất rồi. Pika, Pika. Pika. Pika, Bang. Pika, Chu.
Công chúa chiến binh đã vào lại chat rồi. Cậu đúng là thiên tài Pikachu. Pika Pika. Xem chiêu nổ của mình đây. Tác động vật lý. Pika Pika. Pika Pop Pop Pop. Pikachu. Không, trường học không phải là nơi để cho Pokemon. Ở nhà bảo vệ dây kết nối internet khỏi ba đi. Pika. Vào căn nhà nhỏ của cậu đi. Mình sẽ quay lại sau vài giờ. Đừng quậy phá khi không có mình biết hết đấy nhé. Bút hay là nhiều màu sắc ở đây. Mình sẽ lấy hộp bút yêu thích. Nó đâu rồi? Tốt, mọi thứ đã được thu thập. Đi lấy kiến thức thôi nào. Đến lúc gây ấn tượng với các bạn cùng lớp bằng một vẻ ngoài siêu xanh điệu rồi. Nhận lấy đi Neo, chiến thắng là của mình. Tuyệt quá, là thẻ bài Pokemon. Xem ai đang ở cùng mình này. Gì thế? Thêm tí phụ kiện xinh xắn cho Mel. Sợ đến run rồi à. Này, mình cũng có Pokemon mà. Cậu làm thế nào mà có được chứ? Đồ nói dối. Mình nói thật mà. Mình sẽ không thể nổi tiếng mất. Dạy cho kẻ mộng mơ này một bài học đi. Đừng hòng trốn. Tên mẹ ninja nào đó đang tấn công mình này. Pika Pika. Này Pikachu. Mình sẽ đối phó ngay. Cho cậu bộ đồ này. Pika, bé chịu trong nồi bướm ra. Mình đã ru cho cậu ngủ nhé. Chúng ta gặp lại nhau rồi, kẻ thù màu vàng của mình. Nào vào học thôi mấy đứa lười biếng. Bọn em vào ngay à, mình thách đấu cậu đấy. Chuẩn bị đi mà mới, chúng ta không thể chịu thua được. Nằm xuống đi. 1, 2. Cho họ thấy sức mạnh cơ bắp của cậu đi. Pika Pika. Đo nguồn điện nào. Pikachu. Vẫn không đủ, cố lên nào. Pika Pika. Nghệ thuật chiến đấu à. Tốt lắm, đến bài thứ 5. Điều quan trọng là phải có cơ thể cân đối. Pikachu Pikachu. Pika Pika Pikachu. Chúng ta phải rèn luyện trí tuệ bằng trò chơi thông minh. Đến lượt cậu. Hãy thức tỉnh bản năng mèo hung hãn trong cậu. Mèo lên. Tốt, rất thanh lịch. Wow. Đáng sợ lắm đúng không? Yeah, mình thích rèm. Suýt thì bắt được rồi. Chọn đối tượng nào. Hết đường chạy rồi. Đờm đớm yếu đuối. Không. Làm nụ cười trơi trẽn kia biến mất đi. Tiến lên mèo. Không có chỗ trốn đâu. Đồ yêu điện quang. Đã trung hòa được rồi. Cho hai tên thảm hại kia biết mùi thôi. Pika Pika. Ngon ngon. Pika Pika. Pika 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 Pika. Mình sẽ nấu gì đó thật sang cho buổi tối. Ồ, có người cần mình. Chào Roger. Nhà hàng xóm bị lục lần thứ 10 à. Pika Pika. Pika 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 Pika. Pika cha. Pika ngon. Pika 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 Pika. Chu chu Pikachu. Pika Pika Pikachu. Pika ngon quá. Pika ngon 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 ngon. Ai mà ngờ Pokemon của chúng ta lại thích mứt chứ. Nhưng lỡ cậu bạn nghiện đồ ngọt này bị mắng thì sao? Pika Pika. Pika 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 Pika. Phải nói bao nhiêu lần nữa chứ. Đừng xả bắp cải xuống toilet. Dân cả giá đổ cũng không. Không hiểu à. Đồ đâu cả rồi. Đứng yên, bắt quả tang rồi nha. Ai chứ. Mẹ có thứ gì lạ thế? Là hộp trang sức à. Không mở ra được. Ai chứ. Ăn. Pika Pika. Ai lại bình tĩnh được chứ. Không thể làm gì thứ này được. Chuyên gia Frankie sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nó làm từ vibranium mà. Được rồi, mình sẽ dùng đồ này đáng tin nhất. Để xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé. Mở ra đi.
vật thể ngoài hành tinh không thể tin được, phải có chìa khóa để mở ra chứ. Ôi chà chà, Pika Pika, Pika Pika, Pika chứ Pika Pika. Ai? Pika Pika Pika, Pika Pika, Pika Pika Pika, Pika Pika, Pika Pika. Ui, đầu mình quay quá. Pika. À, Pokemon. Pika Pika, ta không đang ngủ đúng không? Cậu đã làm gì vậy Pikachu? Tạm thời ở trong nhà đi. Pika Pika, Pika. Mình phải giúp bà lấy lại nhận thức. Tội nghiệp cho bà đã sốc lắm. Này, bà dậy đi. Xin lỗi nhé, con phải dùng biện pháp mạnh thôi. Mưa nhiệt đới ư? À, có người ngoài hành tinh trong nhà đấy mẹ. Ý ba là sao? Còn quái vật trong quả bóng ấy. Bình tĩnh đi, nó chỉ là sạc dự phòng của con thôi. Vừa nãy nó muốn dùng tay động chân với ba. Sẽ điện thoại cho ba thôi nào. Được thôi, nếu con đã muốn vậy, giờ thì ba sẽ thấy là quái vật vừa nãy chỉ là tưởng tượng thôi. Thiết bị của con sạc nhanh lắm đấy, chỉ vài giây thôi là đã đầy 100% rồi. Ôi nóng quá, ba phải đi mua cái mới thôi. Con cũng phải mở rộng kiến thức đúng không? Đúng đấy, hiểu rồi. Ba đi đây. Xin lỗi cậu nhé Toán. Không có cơ hội nào đâu rè. Găng tay sẽ tạo thêm chấn thương cho đối thủ. Tuyệt vời, đã được sạc đầy rồi. Ô, Pika Pika, vòng đầu tiên bắt đầu. Móng vuốt tấn công. Pika Pika, trượt rồi, đồ lấp lánh. Đừng buồn, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mình đã có đạn dừa cả rồi. Wow, ném quyển sách đi. Pika Pika, cho mình mượn đồ ăn một tí nhé. Tấn công tên mèo quái vật đấy đi. Ôi, bữa trưa này người tổ chức đã làm hết sức rồi. Ớt bột paprika, tuyệt vời. Cậu ấy gục ngã rồi. Được, với cái này thì mình sẽ trị được mèo. Mèo ngoan, mèo ngoan. Ấu sữa, thơm quá. Mèo, cho mình uống nhé. Được thôi, Pikachu, chúng ta thắng rồi. Mình là tù nhân rồi ư? Nhưng dù sao cũng có món ngon rồi. Gian lận trắng trợn, mình sẽ bắt Pokemon mạnh nhất và đem mèo trở về. Hay quá, mình có đồ ăn ngon cho cậu đây. Pika ngon quá. Phải xây dựng tình cảm với thú cưng mới. Xin chào người bạn thú ria. Chế độ săn mồi. Quả bóng hấp dẫn quá. Gãi tay sau cho mình nhé. Thì ra cậu là một bé mèo ngoan ngoãn. Ba đến kìa, trốn đi. À chứ, mình không có gặp ảo giác. Dị ứng thì chắc chắn là đúng rồi. Ngạo, ba sẽ thích cậu ấy mà. Cũng có thể. Mình không sống yên trong nhà này được sao? Bảo đến rồi, đừng hoảng. Để mình phun tí ma thuật. Ba ổn cả rồi. Giúp được cả Pokemon rồi. Cảm ơn nhé. Được rồi, còn hãy ở lại đây nhé. Giới thiệu cậu với ông ấy bây giờ vẫn hồi sớm. Ôm nhau nhé. Pika Pika. Ôi,